Mình chào tất cả các bạn nhé. Xem thật lưới tí bực cá quá trời các bạn. Cá khiếp thật đấy. Trời ơi, toàn cá khủng thôi anh em ạ. Nhìn từ xa mà toàn thấy cá khủng. Ô, cá kìa. Ôi. Đã quá. Trời ơi cá đã thật. Quay ngược nắng các bạn nhé. Cá kinh khủng thật đấy. Hết lưới rồi. Thằng con nhà ai nó thêm đấm vô. Nhưng mà
mình phiền đấy, phải thì nhặt cái thứ gì đến vào đấy. Dạ dạ dạ. Anh cô. Vô ơi. Anh cô ăn cho anh con cá gảnh đi. Không con nó lấy. Gảnh. Ừ, cả như thật thôi. Cảm chi. Để con rính cho đâu? Đấy. Để con rính lên cho đâu? Rính đâu bỏ ăn xé rồi. Dạ. Để đắng lấy. Con nó lấy. Tối ơi. Với thả lại sớm. Với thả lại tối cả tố. Yeah. À, cá chẹp. Cho anh rồi đó. Không. À, chiếc chà này, chiếc khoai xé. Khoai xé. Cái khoai xé này bị nó rồi. Ngại lắm. Ngại lắm. Ê, chiếc chà. Mà chắc khó xé là dư lắm. Cá gãy à? Được hả? Hai con cá gãy. Được rồi. Chào bạn nha. Dạ. Mời bạn về các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục lên luôn các bạn nhé. Các bạn xem thì hãy like đăng ký chia sẻ ủng hộ mình với nhé. Hãy để lại bình luận cho mình. Chào tất cả các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.